Điện thoại của bạn bị hỏng, đến ngay Max Mobile nhé. Hà Lết không nộp được ảnh đẹp nên chị Google sẽ giới thiệu link cho các bạn nha. Bây giờ đến phần của Hà Lết. Các bạn thân mến, được công bố tại MWC 2019 thì Xperia 1 nhận được sự chú ý của người dùng về thiết kế màn hình 21:9. Tuy nhiên thì giá bán mà Sony vừa công bố có thể khiến người lạc quan nhất cũng phải sốc. Theo đó thì với giá đặt trước cho Xperia 1 tại Mỹ lên tới là 999,99 đô, tức là khoảng 23,2 triệu đồng trên Amazon cho mở khóa và được bảo hành theo tiêu chuẩn Mỹ. Nếu như ngược lại thì với chiếc XZ2 Premium và XZ3 năm ngoái thì mức giá mà Sony đưa ra thì cũng vẫn hoàn toàn phù hợp. Với Xperia 1 thì đây là một smartphone thực sự có cấu hình cao cấp và thiết kế hiện đại của Sony. Đáng buồn là nó lại không đi kèm với tai nghe Xperia Ear Dual không dây miễn phí như hai sản phẩm trước đó. Thế nhưng khi xét về giá thành thì trong bối cảnh hiện tại, Xperia 1 có giá cao hơn đáng kể so với Nokia 9 PureView và LG G8 ThinQ. Được biết là Xperia 1 sẽ đi kèm với màn hình OLED Cinema Wide với kích thước là 6,5 inch cho tỷ lệ khung hình là 21:9. Với độ phân giải 4K, 3840x1644 pixel và hỗ trợ HDR. Pin với dung lượng là 3300 mAh và hỗ trợ công nghệ âm thanh Dolby Atmos và hệ thống 3 camera ống kính chất lượng chuyên nghiệp ở mặt sau. Ngày hôm nay thì Google đã chính thức tung ra phiên bản beta đầu tiên của Android Q, phiên bản tiếp theo của Android 9 Pie. Android Q được Google tập trung vào việc tăng cường quyền riêng tư của người dùng, hỗ trợ công nghệ mới cũng như là những tính năng khác. Một số tính năng mới trong bản beta đầu tiên của Android Q bao gồm tăng cường hiệu năng ART, tức là trình biên dịch, mã của Android được cải tiến giúp cho ứng dụng có thời gian khởi động nhanh hơn và tốn ít bộ nhớ hơn. Tiếp theo là quản lý quyền truy cập vị trí tốt hơn, tăng cường tính riêng tư. Cụ thể là Android Q cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn các ứng dụng, kiểm soát các quyền truy cập và các tệp được chia sẻ. Ngoài ra thì Android Q còn chính thức hỗ trợ thiết kế màn hình gập và bổ sung thêm tính năng lối tắt chia sẻ, cho phép người dùng chia sẻ nội dung trực tiếp vào một ứng dụng khác. Bên cạnh việc hỗ trợ màn hình gập thì Android Q còn hỗ trợ rất nhiều công nghệ mới như là chuẩn mã hóa Wi-Fi, WPA3 và chuẩn âm thanh AV1 và video HDR10+. Tùy thuộc vào quan điểm cá nhân của mỗi người mà Huawei có thể là nạn nhân của chiến tranh chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc, hoặc là nạn nhân do chính tham vọng của họ. Thậm chí thì có quan điểm cho rằng, xét ở một khía cạnh nào đó, Huawei là nạn nhân của hai yếu tố trên. Tuy nhiên thì bất kể nhìn nhận như thế nào thì có một sự thật không thể phủ nhận là công ty sản xuất smartphone đứng thứ hai trên thế giới đang gặp phải một số rắc rối. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có quá nhiều thông tin về điều hành cây nhà lá vườn của Huawei. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần đây thì ông CEO Richard Hu của công ty xác nhận một thứ như vậy thì đang tồn tại và nó sẽ được dùng để thay thế cho Android trên smartphone. Ông không lý giải nhiều về việc phát biểu của mình và bản thân cũng không biết là liệu hệ điều hành này có thay thế cả Windows trên các máy tính do hãng phát hành hay không. Trong những ngày đầu như iOS và Android thì việc phá vỡ thế độc quyền của chúng đã khá là khó khăn. Bây giờ khi chúng đã trở thành hai nền tảng di động chiếm ưu thế tuyệt đối thì đó là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Ngay cả những tên tuổi như là Surface OS hay là thậm chí là Ubuntu Touch thông qua UbiPost cuối cùng cũng phải cung cấp giải pháp để người dùng có thể chạy được ứng dụng Android trên nền tảng của mình. Vậy tại sao Kirin OS lại không dựa vào Android ngay từ đầu? Hệ điều hành mã nguồn mở có thể được Google cấp phép một số tính năng độc quyền nhưng vẫn có một số nền tảng tránh Google Play Service. Ví dụ như là hệ điều hành Android Amazon Fire hoặc là Yandex được tùy biến từ Android chẳng hạn. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X Studio và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại trong phía dưới phần luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.